Xin chào mọi người đã đến với channel của mình và mình là Monster đây. Thì ở 200 ngày trước thì mình đã mở được rất là nhiều trứng và nhận được rất là nhiều Pokemon huyền thoại xịn xịn luôn. Và đặc biệt là mình còn thu phục được đứng sáng tạo Arceus nữa. Ở trong video 300 ngày lần này, mục tiêu của mình đó chính là triệu hồi và thu phục bộ ba sáng tạo. Và trước khi vào video này thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký để mình có thêm động lực để mình tiếp tục làm video 400 ngày nha. Còn bây giờ thì chúc mọi người xem video vui vẻ. Yo, bắt đầu ngày 201 thì mình dắt con Arceus của mình đi cày cấp cho nó lên cấp 100 để cho nó mạnh hơn, để nó gánh đội hình, cày cấp cho đội hình nó dễ mọi người. Thì theo mình á, để mà cày cấp nhanh á thì chỉ có đánh hậu quán thôi. Tại vì trong đây nè, mấy ông huấn luyện viên ở trong đây là cũng hơi bị mạnh luôn. Thường thường á là mấy cái nhà thi đấu nè, mấy con Pokemon nó sẽ ngang cấp với lại mấy con Pokemon của mình. Thì mình đánh á, mình tiêu diệt á thì mình sẽ được đúng nhiều ép luôn. Nhưng mà không hiểu sao ban đầu á mình đi tìm mấy cái nhà thi đấu mà có mấy con Pokemon yếu xìu mọi người ơi. Về sau á thì nó mới cùng cấp, mới mạnh giống như mình á. Đó, lúc đó đánh mới nhiều ép, chứ còn hiện tại như mọi người thấy thì đánh nó có một miếng ép mà nó không được nhiều hết á. Đó, mấy con này mình quanh hit cái là nó đi rồi mọi người. Đó, chứ còn về sau nha, mình gặp mấy cái nhà thi đấu là mình không có vụ đánh quanh hit đâu. Mình đánh đùng, lúc đó đúng gây cấn luôn. Mà mình hơi bị thích đánh mấy hội quán này luôn. Tại vì nó có khá là nhiều cái loại á. Đó, cái loại đầu tiên là mình vô đây mình đánh là mình có thể tìm được nhiều kinh nghiệm rồi đúng không. Đó, và cái loại thứ hai á là khi mình chinh phục cái nhà thi đấu này, mình đánh chùm cuối trong đây á, là mình sẽ nhận được một cái đĩa với là một cái huy hiệu. Mà cái đĩa thì hơi bị xịn nha, nếu mà mình không xài mình có thể đem đi bán. Mà một cái đĩa ở trong đây á nha là trời ơi tiền không đó mọi người. Như mình cũng đã thấy đúng không, mình đánh chùm cuối mặt hộm này xong mình nhận được một cái đĩa với là một cái huy hiệu bảy sắc cầu vồng. Đó, nhìn khá là xịn ha. Đó, và tiếp theo là mình tới một cái hội quán khác thì cái hội quán này nó còn cùi hơn cái hội quán nãy nữa. Nhưng mà mình chơi luôn mọi người, đó hội quán nào là mình đánh hết đó, gặp là đánh thôi. Đó, cái này yếu thì mình không có nhận được nhiều ép, nhưng mà bù lại cái là nếu khi mà mình chinh phục á thì mình nhận được cái đĩa, và cái đĩa đem đi bán cũng mấy ngàn tiền. Đó là mấy ngàn tiền đó mình đem đi mua một vài quả bom ổn áp rồi. Sau khi mình đánh ở dưới thì mình lên tuốt trên tầng cao nhất, mình đánh chùm cuối ở đây. Đó, chùm cuối này nhìn ra chùm cuối ha, ra dáng chùm cuối ha. Chứ còn chùm cuối bên cái hội quán bảy màu, hội quán cầu vồng hồi nãy thì trời nhìn nó không ra gì hết, nhìn như chú hề vậy. Thì mọi người có thể tua lại để coi cái mặt chú hề như thế nào. Đó, thề cái mặt đúng thộn luôn. Thì ông này đánh khá là nhanh luôn, mình chỉ cần ra vài đòn thôi là nguyên cái đội hình nó mất tiêu. Và mình nhận được một cái huy hiệu mới, đó chính là huy hiệu hội quán lửa với lại một cái đĩa. Cái đĩa này đáng giá cũng mấy ngàn tiền. Đây mới chính là cái hội quán mà mình nói đây mọi người. Đó, cái hội quán này phải gọi là mấy con Pokemon này nó bằng cấp với lại cái con cấp cao nhất trong đội hình của mình luôn. Đánh như vậy mới đã nè. Đánh một con xong mình được nhận 1000 mấy ép, có khi 2000 ép, có khi 3000 ép luôn. Nói chung là đã lắm, mấy cái chỗ này mới xứng đáng để cày cấp đây nè. Với lại đánh nó cũng đã cái tai nữa mọi người. Không biết mọi người chơi Pokemon mọi người có spam chuột giống mình không? Thường thường mấy cái khúc đánh này nè, mình hay ngồi mình bấm chuột liên tục á để cho nó đánh nhanh nhanh đó mọi người. Nó qua mấy cái khúc mà nó hiện mấy cái dòng lợi lên á, kiểu lâu lắm luôn á. Với lại mình cũng không dốt tiếng Anh nữa nên là mình không có ngồi mình dịch mấy cái dòng này ra. Đó, nói chung là mình cứ ngồi spam mình bấm thôi. Đó, cái trong đây là mình đã lọc âm rồi đó. Chứ mà không lọc âm là trong video này nghe tiếng chuột mình không luôn á. Nó từ đầu video tới cuối video không có chỗ nào mà không có tiếng chuột hết á. Nó liên tục luôn. Nói chung mình đánh đã cái tai lắm. Đó, thì mình đã đánh hồi là mình đánh xuống chùm cuối nè. Tại cái hội quán này cũng khá là nhỏ đó. Một hồi mình vô cái hội quán, không biết cái hội quán gọi là cái hội quán gì, nhưng mà nhìn nó như một cái núi vậy đó. Cái hội quán đó nó còn đã hơn cái hội quán này nữa. Một đống huấn luyện viên rồi mọi người. Chắc là nó 3-4 tầng gì đó, mà một tầng 5-6 ông huấn luyện viên, không 5-6 thì hơi nhiều, 4-5 ông thôi. Đó, đánh một tầng thôi chắc lên được cấp 2 cấp luôn á. Nói chung là cày mấy cái hội quán này lên cấp nhìn đã lắm mọi người. Và sau khi mình đánh cái ông này xong thì mình nhận được một cái huy hiệu đó. Và mọi người thấy ba lô mình không, trời ơi huy hiệu quá chỗ đất luôn. Nó chinh phục xong cái hội quán này rồi mình lại tiếp tục lên đường mình đi thôi. Và đây chính là cái hội quán mà mình nói là cái hội quán mà 3-4 tầng, một tầng 3-4 ông đó. Trời ơi nhìn đã lắm, cày phê lắm mọi người. Nhưng mà cái hội quán này đánh nó thì nó hơi lâu. Nó nếu như mà mọi người á mà muốn sưu tầm huy hiệu không á, mà không cần cày cấp á, thì mọi người kiếm một con nào đó bay tuốt lên trên đỉnh, mọi người đánh thằng chùm cuối luôn là mọi người nhận được cái huy hiệu rồi. Ở đây mình cày cấp á, mình cày tuốt lên trển á, mình đánh tới thằng chùm cuối luôn á là mình mất đâu đó 10-15 phút không ta, 10-15 phút 20 phút gì đó. Nói chung là lâu đi, nhưng mà mình không có nhớ rõ thời gian á. Nó lâu, cực kỳ lâu luôn. Thì trong cái video này mọi người có thể thấy là nó nhanh vậy thôi, nhưng mà thiệt ra là mình cắt nè, xong rồi mình còn thu ít 4x5 nữa. Chứ không á nha, mình để nguyên bản coi. Trời ơi, cái video này coi chắc ẻ chảy luôn á.
Và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái hội quán này rồi mọi người. Trời ơi, đánh nó mệt gì đâu luôn á. Và cuối cùng thì mình cũng đã cày cấp con ACS lên cấp 100 rồi. Và mục tiêu tiếp theo của mình đó chính là đi tìm bộ ba ao hồ và thu phục bọn chúng. Đố mọi người biết là mình thu phục về để làm gì luôn. Đó chính là mình thu phục về để mà mình gắn mấy cục ruby vô á, xong rồi cái mình làm cái red chain á, là cái dây chuyền màu đỏ đó. Xong rồi nhớ nó dài, nói chi tiết thì nó dài dòng lắm. À, nhưng mà nói tóm gọn lại nó chính là mình phải thu phục ba con đó về để mà mình có thể triệu hồi bộ ba sáng tạo. Thì ba con này không phải gọi là mạnh nha, nhưng mà nó cực kỳ khó bắt luôn á, theo mình là như vậy nha. Không biết mọi người bắt nhanh hay không chứ mình bắt là phải gọi là một con á nha. Trời ơi, bắt hơi lâu. Riêng cái con đầu tiên này nè là mình bắt cỡ 10 phút nó mới vô đó mọi người, tốn cả đống bon á. Đó mình cái này là mình đang tu X10 đó nên là mọi người thấy nó quăng bon liên tục không? Như mưa nó chứ thiệt ra là trời ơi, tốn 10 phút cuộc đời của mình để bắt được cái con quỷ này. Chung là ba cái con này nó quần mình lắm. Và đây, cuối cùng thì mình cũng đã bắt được cái con này rồi mọi người ơi. Trời ơi, nó đã gì đâu chứ. Sau khi mà mình bắt cái con này xong thì mình lại tiếp tục mình lên đường mình đi tìm hai con còn lại. Thì trên đường mình đi á, mình đi qua một cái vùng băng tuyết. Thì cái vùng băng tuyết này á, nó một cái con Pokemon huyền thoại xuất hiện. Thì cái con này là cái con ngựa băng. Đó, cái con này nha, thề nó không có gì đặc biệt á. Thì mình thấy nó lạ lạ, mình vô mình bắt. Nó ngựa ngựa quá đó, mình bắt nó không vô, cái mình giết nó luôn. Rồi mình lại tiếp tục lên đường thì mình tìm thấy được một cái tòa tháp. Thì cái tòa tháp này hay có mấy con bóng ma chổng lắm. Nó con bóng đèn nè, con bóng ma tùm lum ra hết. Nhưng mà đặc biệt là trong cái nhà này nha, nó có một cái lồng spawn Pokemon. Thì mình cứ tưởng là không có được đó, nhưng mà mình thử á, mình add thử cái con Uzi vô xong mình chỉnh cấp min level nè, max level nè, xong mình ok cái thử. Xong rồi mình cứ tưởng là không được đâu, nhưng mà ai ngờ nó xuất hiện thiệt mọi người. Đù, ảo chưa? Vãi cái nồi chưa? Ôi, giờ mình mới biết á. Nhưng mà đó, xuất hiện con level 60 luôn. Hơi bị đã. Nhưng mà cái con này bắt thì cũng phải gọi là ơi, nó lâu khác gì con quỷ kia đâu. Đó, mình đánh cái con này, mình đánh từ trong cái nhà hoang mình ra tới ngoài sân ngoài luôn. Là mọi người biết cỡ nào đúng không? Nó lâu thì thôi rồi luôn, tốn đúng nhiều bon luôn. Nói chung là ba cái con này á nha, nó nhỏ xíu rồi. Nhưng mà nó bào bon của mình, nó bào tới nay thì chứ. Và đây chính là thời khắc mà mình bắt được cái con Uzi ở đây. Trời, nó lâu thì thôi rồi luôn. Đó thì mình thấy cái cách này khá là dễ ha, nhưng mà mình thấy nó chán chán sao á, nên là mình quyết định là mình không sử dụng cái cổ máy đó để mà bắt bộ bao hồ nữa. Đó, dọc dọc chơi thôi chứ nếu mà dùng lạm dụng cái cổ máy đó không thì nó còn cái gì vui đúng không? Nó chán lắm. Nên là mình quyết định mình lên đường mình đi cam cái con còn lại là con Mesprit. Đó thì cái con này á, đó, mình cam phải nói là lâu vãi cả nồi luôn. Tới cái lúc mà nó xuất hiện nha, nó xuất hiện mà đi tìm không ra mới ác chứ. Ui ui, vãi cả nồi luôn. Đó, mình thấy bắt cái con kia lâu quá nên là mình đã cắt bỏ cái phân đoạn đó đi rồi mọi người, cho mọi người coi đỡ chán. Đó thì mình bắt xong là mình chịu hỏi ba con ra để mà mình chụp một tấm hình. Nhưng mà cái con quỷ kia nó quậy quá, nó chạy vòng chụp cũng được, nó đúng cây luôn. Mà trên đường mình đi thì mình gặp được một cái con rắn mãng xà Onyx. Mà con này nó bị tai biến hay gì, nó xanh lè xanh lét. Ngửi tái mét kìa, xong rồi mình đánh nó thì nó yếu xìu luôn mọi người. Đó, con của mình đập cái chích quèo. Đó, sau khi mình giết nó xong á thì nó lòi ra cái mắt kiến cái đuôi. Thì lòi ra cái đuôi thì thấy nó hợp lý á, chứ còn lòi ra cái mắt kiến thì chắc đang tính đi biển. Đó, và trên đường đi thì mình gặp một con boss nữa. Thì con này dạng Mega, nó cấp 130 luôn. Có tên là Alakayam. Nhìn khá là xịn ha. Mà con này đúng mạnh luôn á. Nó tiễn cái con ACS của mình đi rồi nó bế con đây qua da mình đi theo luôn. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn tiêu diệt được nó. Thì mình nhặt được một cái viên đá Mega của cái con đó và mấy cái đồ lặt vặt thôi. Và sáng ngày hôm sau mình đi thì mình gặp được một cái nhà của con Celebi. Đó, khi mà mình đặt cái quả GS Bond vào á thì nó sẽ xuất hiện con Celebi này. Thì mình tính là mình bắt cái con này đó, nhưng mà không hiểu làm sao mình đánh mình tính rút máu nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà ai ngờ nó quất một cái đi luôn con Celebi.
đúng tiếc luôn mọi người ơi. Đó, mình đánh xong mình cay quá mà còn tính là mình đập cái nhà này nữa. Nhưng mà nhà này bằng bê tông cốt thép hay gì đó, đập không bể. Sau đó thì mình lên đường để mà mình đi tìm mấy cái quả Master Ball. Thì mọi người biết mình tìm để làm gì không? Để bắt Pokemon chứ gì nữa đó. Tại vì sắp tới mình bắt bộ ba sáng tạo mà đúng không? Thì mình phải tìm mấy cái quả Master Ball này để mà mình dự trữ, dự phòng, đề phòng cái khi mà mình không bắt được á, mình còn lấy cái quả này ra mình quăng cái mình lụm luôn. Master Ball thì mình cũng đã có đủ rồi đúng không? Và bây giờ thì mục tiêu tiếp theo của mình đó chính là đi cày cấp và chỉ số Happy cho bộ bao hồ. Đó, phải nói là cày cái này nó cũng lâu quá cái nồi luôn đó. Mình phải cày cho ba con đều lên cấp 60 nha. Và cái chỉ số Happy của nó đó phải đạt 255 mỗi con thì mình mới có thể gắn viên ngọc vô. Mà mình phải gắn 3 viên ruby vô người ba con thì mình mới có thể kết hợp được một cái sợi dây chuyền. Và để nha, mà chịu hồi bộ ba sáng tạo thì mình cần phải có 3 dây chuyền. Nói chung là cày cấp phải gọi là trời ơi, nó bá cháy, nó cày còn hơn là cày con Arceus nữa. Nhưng mà mình có một cái mẹo này là không cần phải di chuyển xa đi hay đi đâu tìm hỏi quán gì khác hết mọi người. Đó chính là khi mà mình đánh tới thằng chùm cuối rồi đúng không? Đó là mình chỉ cần mình đánh xong rồi cái mình end battle, xong mình đánh xong cái mình end battle, mình đánh xong mình end battle. Cứ lặp lại liên tục như vậy á là mình có thể đứng yên một chỗ mình cày cấp rồi. Nó cũng có thể đỡ được một phần nào đó. Nhưng mà nó cũng lâu vãi cái nồi ạ. Cùng thì mình cũng đã cày cấp ba con này lên cấp 60 rồi, nhưng mà chỉ mới có đợt đầu thôi mọi người. Mình còn phải hai đợt cày cấp nữa thì mới có thể tìm được ba cái dây chuyền đó. Nhưng mà cái con oxy của mình nó thiếu điểm happy đẹp nên là mình phải đợi xíu nữa để mà có thể phù phép cái ruby. Thì để mà tăng cái điểm happy đẹp này thì mình thả nó ra cho nó chạy nhông ngoài đường cho nó chơi đùa đó mọi người, là nó sẽ tăng lên, nhưng mà nó tăng chậm lắm. Và sau đó thì mình lại tiếp tục cày cấp thêm hai đợt nữa, nó đúng lâu luôn. Mình cũng hơi nản, nhưng mà nghĩ lại là cái mục tiêu của mình là triệu hồi bộ ba sáng tạo và bắt để mà có cái series 300 ngày này cho mọi người xem chứ đúng không? Chứ không là mình bỏ cuộc hết trơn là cũng không ra video được đâu mọi người. Nên là mọi người hy vọng là mọi người sẽ cho mình xin một like, một đăng ký để mình có thêm nhiều động lực hơn để mình ra nhiều video mới chất lượng hơn nha. Đó chứ mình bắt mấy con này là lâu lắm luôn đó. Ê, bây giờ mình cũng đã đủ được ba cái dây chuyền rồi mọi người. Đó, bây giờ mình đã có đủ ba cái dây chuyền rồi. Thì bây giờ cái mục tiêu tiếp theo của mình đó chính là mình sẽ đi tìm mấy cái vật liệu để mà triệu hồi mấy cái con boss ra đó. Ngoài dây chuyền ra mình còn phải tìm thêm một thứ nữa. Đó thì tổng cộng là ba thứ của ba con đó. Mình nói cái gì nó hơi rối rối xíu. Nói chung á là để mà triệu hồi một trong ba cái bộ ba sáng tạo đó thì mình cần phải có hai vật phẩm, đó chính là một cái dây chuyền với lại một cái viên ngọc gì đó để mà mình gắn vào thì nó mới triệu hồi ra được. Thì tìm mấy cái đó nó cũng khá là lâu á. Mình phải đi trên biển, trên bờ này để mà mình đi tìm mấy cái thuyền hay là mấy cái công trình gì đó mình tấp vô để mà mình lục mấy cái rương. Đó thì mọi người thấy không?
mình đáp ngu không? Trời ơi, xém là đi rồi đó chứ. Hên là có giáp á, chứ không có giáp thì chắc pha đó cũng về với ông bà rồi. Sau khi mà kiếm đủ rồi đó, thì bây giờ mình chỉ cần là tìm cái đền rồi mình lại mình đặt vật phẩm vô rồi mình chịu hồi ra thôi. Đây chính là cái thời khắc mà mình trông chờ trước đây. Trời ơi, nó cảm động, xúc động ghê đó. Đó, bây giờ mình chịu hồi ra. Nguyên một cái dòng màu đỏ xuất hiện lên. Là con đầu tiên là mình chịu hồi là con Bakia. Diaga. Đó, và cái con này nha, đố mọi người là mình bắt có nhanh hay không. Cái con này nha, phải gọi là bắt. Trời ơi, nó nhanh. Nó nhanh hơn là bắt bộ ba ao hồ nữa. Mà đặc biệt là mình không cần dùng tới Master Ball luôn á. Thế nó mới đã chứ, thế nó mới trước chứ. Mình chỉ cần dùng Heavy Ball thôi. Đó, cái Heavy Ball này là dùng để bắt mấy con Pokemon mà nặng nặng. Hình như là mình nhớ không nhầm là 100 bao trở lên đúng không? Mình không nhớ nữa, mình nhớ mang máng là vậy à. Nếu mà mình có nói sai thì mọi người nhớ bình luận bên dưới để cho mình biết nha. Đó, trời ơi, mình bắt xong mình còn đỡ nghèo, mình hoang mang nữa mà. Kiểu như là bắt cái con này mình cứ tưởng là nó bắt khó lắm, mình phải dùng tới Master Ball. Đó, mình còn phải bỏ thời gian ra mình tìm Master Ball để mà mình bắt mấy con này nữa mà. Nhưng mà ai ngờ, không cần luôn. Đó thì mình tính là mình sẽ tái sử dụng cái cổ máy này. Nhưng mà mình đâu có biết là cái cổ máy này nó chỉ dùng được có một lần đâu mọi người. Đúng ngây thơ luôn ấy. Trời ơi, mình còn cố chấp, mình còn bấm hoài luôn mới chịu chứ này. Bực thế à. Đó, ngồi cố chấp hồi thì mình cũng phải lên đường mà đi tìm cái cổ máy khác thôi. Đó thì mỗi cổ máy thì mình chỉ chịu hồi được một con thôi mọi người à. Đó, và tiếp theo là mình chịu hồi một con có tên là Bakia. Lần này mới đúng là Bakia đây nè. À, thì con này nhìn cũng khá là ngầu. Và đố mọi người luôn là con này mình bắt nhanh không? Nhanh vãi cả nồi luôn mọi người. Nó chỉ lâu hơn cái con đầu tiên một chút xíu thôi, nhưng mà cũng gọi là nhanh đi. Và đặc biệt một điều nữa là mình không cần dùng tới Master Ball luôn. Mình chỉ cần dùng Heavy Ball thôi là mình có thể bắt cái con này rồi. Trời ơi, kêu mấy cái con bự này bắt nó dễ phải cái nồi. Nó dễ hơn là cái bộ ba ao hồ nãy gấp mấy lần, gấp 10 lần không? Chắc gấp 10 lần đó, cỡ đó luôn đó. Đâu dễ dữ trời. Phó đó, đó đó, bắt xong rồi còn tính đập cái máy của người ta nữa. Cái thằng này nó lì thì chứ. Đó, và sau đó là mình tìm được một cái chỗ khác và mình chịu hồi cái con cuối cùng trong bộ ba sáng tạo có tên là Giratina. Thì cái con này nhìn khá giống là con rết ha. Đó thì mình ở ngoài đời mình ghét nhất là cái con nào mà nhiều chân đó. Chẳng hạn như con nhện nè, con rết nè, con cuốn chiếu nè. Nói chung là nhiều chân là mình ghét. Nhưng mà trong đây mình phải bắt thôi. Nhìn thì nó cũng ghê phải nồi. Mọi người có nghĩ là con này nó sẽ nhanh không? Nhanh hơn hai cái con trước gấp hai lần luôn. Và đặc biệt là không cần dùng tới Master Ball luôn mới vãi cả nồi nữa chứ. What the fuck? What the fuck? Đồ. What the fuck? Má bắt dễ dữ vậy. Mình không thể tin vào mắt mình luôn. Đó chính là mình bắt ba cái con bộ ba sáng tạo Pokemon huyền thoại đó mà không cần dùng tới Master Ball luôn nha. Mà bắt cực kỳ nhanh nữa chứ. Bắt đúng nhanh luôn đó. Trong vòng chưa tới một phút là bắt được con. Ba con là tổng cộng là 3 phút đó. Nó không là chưa tính cái thời gian đi tìm mấy cái đền đó với lại gắn chịu hồi cái thứ nha. Chỉ tính cái thời gian bắt thôi. Đó, nó đúng nhanh luôn đó chứ. Trời. Và bây giờ mình đang ngồi mình test mấy cái con Pokemon nè. Nhìn khá là thú vị luôn. Nhưng mà cái con giống cái con rết kia mình vẫn thấy gớm nha. Trời ơi, nhìn gì đâu mà nhìn ác ma ác quỷ ghê. Thì trong ba cái con này nè, cái con mà cái con rết á thì nó có thể biến hai dạng luôn mọi người. Khi mà mình tháo cái cục đá thì nó có thể đi dưới đất, khi mà mình gắn cục đá vô thì nó có thể bay trên trời. Đó, thì tháo cục đá ra nhìn nó như con cuốn vậy đó, nhưng mà gắn cục đá vô thì nhìn nó như cái con quỷ vậy đó. Nhìn thấy gớm lắm. Trời ơi, nói chung là kiểu gì nó cũng xấu thôi, nhìn như ma. Trời ơi, vậy bao quả Master Ball này. Bà nậu.
Và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong 300 ngày trong Minecraft Siêu PC Mon rồi. Và hy vọng mọi người sẽ thích cái video này. Và nếu như mọi người thích cái video này thì mọi người đừng quên để cho mình một like, đăng ký, ủng hộ mình, cũng như là giúp mình có thêm động lực hơn ra nhiều video mới chất lượng hơn nha. Và nếu như mọi người ủng hộ cái series PC Mon này thì mình lại tiếp tục ra 400 ngày nha. Và trong 400 ngày đó mọi người muốn mình làm gì thì mọi người hãy bình luận bên dưới đề xuất cho mình nha. Ok, và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.